Mới đây, nickname NL tại thành phố Hồ Chí Minh đã bị dân mạng ném đá bởi có hành động trêu đùa quá đáng với một shipper. Cụ thể, cô gái đã đặt mua hàng trên mạng với một đơn hàng 1 triệu đồng. Khi shipper đến, cô gái đã cầm một xấp tiền lẻ ra để trả cho đơn hàng của mình. Giá trị đơn hàng lên đến 1 triệu đồng, nhưng cô gái lại cầm cả một xấp tiền gồm các mệnh giá từ 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng để mang trả cho anh shipper. Chồng tiền mà cô cầm khá cao, đủ để thấy có cả trăm tờ tiền lẻ. Sau đó, cô gái này đã chụp hình cận cảnh số tiền đưa cho anh giao hàng, cho biết số tiền đã được phân chia cẩn thận theo từng mệnh giá và được sắp xếp gọn gàng. Tuy nhiên, có lẽ dân mạng vẫn chưa hài lòng, mà hiện tại, tài khoản của cô gái này không biết đã bị khóa hay đã bay màu.